Này Trung Hoa bao vô liệu là bao sự chi là? Nè. Nè nè. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Em thương bà cô chú đi học nè. Đó, sáng nào ông đòi chạy xe đạp ơn đi chơi đó bà cô chú. Bye bye nghe. Bye bye. Ngày xưa chú quả, ngày xưa chú làm gì thao thiên vô tổng. Dê sẵn quả mà. Dê dê này nè, đây bên chú qua biên là hay tua là qua hay pha. Chú qua biên thấy tua là qua ta. Nào quả thiên à. Lê bì. Mà dạ. Quả thiên rảnh tha xua nè, bên chú qua thân hai biên hành lý hài là bà. Tấu siêu siêu hải lộ rảnh. Nhìn mạnh. Nhìn mạnh chú qua, chú ý siêu siêu ra. Quả sẹo qua, quả sẹo khoe lên bên cửa sư, quả hay pha mà. Chú, chú dây dây này nè, chú ý chịu xin. Chú ý chịu xin nha. Khai dây dây này nè nào, khai dây dây này nè, bố khai kinh sư. Chú ý chịu xin nha. Dây này nè, chị pha chị thẳng mơ là. Dây dây này nè, chị thẳng mơ là. Khai dây dây nè. Dây dây này nè, chị thẳng mơ là. Chú dây dây. Dê dê, đi mày không chùa vả là mẹ. Dê dê nào không chùa vả nữa mà. Thế không dạ rửa nè, con xì vả tỏ xì thổ nè. Nó lận nè. Cơ sư vừa mẹ đã chung vả thì nó tân lại. Thế sẹn bo nỉ nè, thế bo sự chi là. Sẹn bo nỉ thế chưa, mấy giờ tại Trung Hoa bo vô liệu là bo sự chi là. Đi khá. Bo sự chi là kìa. Ờ, bo sự chi sẹn là bo dê cẩu là. Sáng à, bà bo, sáng à. Tha bo đi là, tha sáng nghĩ là. Tha bo sự chi là. Lẹ, bà khai. Chưa có sẹn bo nè, có chưa bo vô liệu nè. Có sẹn bo nè, có bo vô liệu nè. Nè nè. À, tha chim đi là. À, chú mất. Chưa chim này nè, ấy khẩu kìa nè, lại chim này nè, ấy khẩu. Nè nè. Bà sáng đi la. Á, à, hùng điện thoại dữ kìa. Xin được chi là. Ê, mà nó quá là. Các bà nhìn đây này nè. Cô nhìn bạn chú ý chiều xin. Cô nhìn bạn chú ý chiều xin. Xem thì chẳng khá hổ. Xem thì chẳng khá hổ, bắt tay. Bé heo ra. Bé heo nó giết bài đó không bà cô chú. Đang giết số 2 nè. Hôm qua giết số 1, hôm nay giết số 2. Nhị khai chứ, nhị khai chứ cái tên biệt con nào. Cô chuyện mama đi lưu chịu phím là. Con giết số mấy dạ? Cửa số 1 khăn của chị. Mẹ hỏi con giết số mấy dạ? Dạ mẹ, mẹ điện thoại bỏ lắm bê rồi con gì? Con giết nè số, số. Qua đám dỗ rồi giúp em lại nhà chơi với cô chú. Rồi cái ngày mai dốt đi rồi. Dốt đang điện cho cháu ngoại dốt á. Ăn cái hù sao tiêu hóa được. Tới 11 tháng chạp. Tại chợ Tiên Kiều, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ 30 tuổi mặc cô trên xe tay ga dẫn một bé trai về nhà chờ mua đồ. Đúng lúc này, một thanh niên xuất hiện áp sát từ phía sau, rồi thò tay giật chiếc điện thoại của chủ để hớ hên trong phòng trực đồ. Gì?
Ờ, anh lên chơi. Về chở anh đi vài bữa tôi lên. Đợi mẹ bà tưới phân khóm xong đi rồi tôi lên nha. Bé bay bà ngoại đi. Thôi đi xe đò Hoàng ơi, không chị xe nó mệt lắm. Ờ, cho bà ngoại không con một miếng. Cho bà ngoại đem một con dương đem về. Xe này nó có xe hẳn luôn luôn. Ờ, biết rồi. Út, Út ơi, một đồ nó về cho con tiên giùm con nha. Có đồ măng dạ mà bằng nhỏ đó đó, con cho nó luôn đó. Mới măng dạ bằng mấy quận. Như bộ đồ mới con mua bên Trung đem về đó. Bỏ bịch hướng dương vô đó luôn đi. Bỏ bịch hướng dương, mở ra bỏ bịch hướng dương vô chung đi, cầm chi dùm lum. Bye bye bà ngoại kìa, bye bye cậu hai quá trời luôn rồi. Bây giờ bye bye cậu hai dữ lắm rồi. Nói bà ngoại về mạnh giỏi. Nói đi bà ngoại về mạnh giỏi. Nói nó dạy bữa nó con lên. Dạy bữa con lên thăm bà ngoại. Bé ba chuyện, bé ba cậu hai. Vài bữa con lên chơi. Không đi, không cậu hai miếng đi. Nói vài bữa con lên chơi. Nói vài bữa con lên chơi. Dài ngày lên cậu chơi nha. Ok. Ok. Ok sao? Ok sao? Ok. Cũng nè. Ok. Méo tay đi, méo tay cho cậu hai đi. Méo tay đi. Méo tay luôn. Méo tay. Ok, méo tay luôn. Rồi. Đóng dấu không? Đóng dấu. Đây nè. Làm đó thì không phải không có nhiêu đâu. Đóng dấu. Rồi, ok. Nè, ok đây nè. Ok. Ok. Rồi về đây tới hồ rồi kìa. Út về về với ngoại à. Về với ngoại ăn cơm rồi vô chổng ngủ hay là ngủ nhà ngoại luôn. Vậy chổng chi với con gặp. Ừ. Trong nhà dơ dữ không? À, đi vô quét bụi bặm rồi gạch dơ gì gạch. Con thấy cái ghế đá hơn trước nó gãy hai cái chân nằm trong thẹp xuống luôn đó. Mấy nay chạy ngang không nhìn đó. Đi đi. Nó hù rồi. Xương dịu đó. Ừ. Bye bye ngoại đi, ngoại về kìa. Bye bye ngoại, bye bye ngoại. Bye bye ngoại. Bye bye bà ngoại ơi. Không bà ngoại miếng đi, để không bà ngoại miếng kìa, để không bà ngoại miếng. Để không bà ngoại miếng đi, không ngoại miếng đi. Trời ơi, cây giật, cây giật, cây giật. Giống ai vậy trời. Không ngoại miếng ai. Đâu không ngoại kìa, không bà ngoại kìa. Không có cái một người trên ba da không. Trời ơi. Có cái một người đó, một người bé dai mà chấm vậy. Kệ nó đi. Giả bộ đó. Dạ. Bye bye dữ rồi. Đi về đi nữa chứ. Bữa nay nhà em có nướng cá, bữa chị Tám vô mua á, mời cô chú anh chị ăn gia đình em. Mở bà cô chú ăn cơm với dình con nha. Cô chú ăn chưa cơm. Vì từ hồi trước ở nhà với bà ngoại, nhà có ba bà cháu à. Tới giờ cơm đâu có dọn ra đâu cô chú. Đa số là bới ra tô rồi ăn á, tại vì chị Tường chịu đi học á. Nhiều khi mà em đi làm về trễ không có đúng giờ cho nên không có đợi được ăn chung mâm. Cho nên nó quen rồi, mỗi lần tới giờ ăn là nó bới tô nó ăn gì đó cô chú. Em nói hoài mà nó chưa có bỏ được nữa. Mình bỏ con cho bà ngoại nuôi. Bây giờ mình về nói gì quá, cái gì cũng từ từ. Nói quá cái nó buồn, nó giận á cô chú. Nhiều khi nó không hiểu, nó suy nghĩ, nó nói ừ, ngồi với đang, đi ngồi thôi, về nó này nó kia cũng thương đó. Nó. Với tô, với đồ. Rồi biết bẻ con cá ra ăn không? Gấp cho nó nguyên gì. Không được kia, cho nó ăn được không? Đây nè, ăn đây nè. Ngồi xích ra. Nhào vô đó chim á. Cái con cái chén nè.
sòng gia đình con nha bà cô chú. Cái sòng này bữa mua 8 mua vô. Mày giết bài xong mày hả? Để đó đi. Coi vô tiếng đi, hồi nói mày lại nghe. Bỏ tạc hai lần nè. Lấy cái dĩa đựng đi, còn lấy cái chén này chi nữa. Với xong mà nó phe đó hả? Cái áo lên con, cái áo mẹ Nhi mua nó hơi rộng. Em bà cái nước cái nghét nướng mưa cái sòng. Ủa cái sòng không lấy rau thơm rau giúp cá rồi ăn. Hôm nay cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.